Sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang khai giảng lớp tập huấn chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức cấp huyện tỉnh đợt 2 năm 2022. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được nghiên cứu và trao đổi các nội dung về quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới, giữ vững biên giới quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở địa phương, cơ quan tổ chức, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức về công tác quốc phòng quân sự và phòng thủ dân sự, công tác quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng ở xã phường thị trấn và cơ quan tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu xã phường thị trấn trong khu vực phòng thủ. Ngoài ra, các học viên sẽ được giới thiệu và tập ngắm bắn súng K-54 bài 1C. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức trình độ cho đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản lý và vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh chỉ đạo và thực hiện công tác dân quân tự vệ đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.